Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về chết súng Bajet Stalik. Vâng, cái khẩu này thì nó không liên quan, mình cài vào ô số 1 nên nó hiện ngẫu nhiên đấy. Lát thì mình sẽ đổi qua ô cuối cùng. Vâng, mình cài Bajet thì toàn cài vào ô cuối cùng thôi. Đấy, mình sẽ cho anh em cái kho đồ của mình mang theo. Rất là tươi phải không ạ? Vâng, đây là chết Bajet Stalik, gồm IAS này, DE này, cộng với Bajet. Vâng, nó chỉ mod lại cái skin thôi. Còn cái đam của nó thì thực sự là nó không khác gì cái bản gốc. Cái điều này thì mình nói rất là nhiều rồi. Khá đồ. Riêng về cái dòng sniper ấy thì mình rất thích cái khẩu súng Bajet Bombis cũng như là cây này. Đấy, snip rất là đã tay. Deadplay cũng nhanh và bắn cũng rất là chuẩn để mình ấy. Rồi ok. Mình kéo cái tai nghe của mình nó to to một tí để nghe tiếng chân nó to hơn. Đó, anh em lại bay lượn như chim ở khu vực cuối cầu. Có thể gọi đây là cuối cầu A và đã phải nằm xuống một bác rồi. Đấy, cái tội bay qua bay lại như chim ý. Vâng, phải check hết mấy cái lỗ này. Lát có khi mình lại cong vào cái đường đấy. Cái đầu xanh gì mà hai vết. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ba Z này ngồi mà cam. Ok, mấy thanh niên ở clan cao ấy toàn đặt tên khựa nhở. Mà KOS là cái gì vậy ta? Và bây giờ sẽ là tình huống 2v4. Vâng, lại nằm xuống nữa rồi. Ở bên này. Úi dồi ôi. Cái pha đấy mình thả không kịp luôn ạ. Đậu xanh. Bắn nhanh thế. Vâng, mình nghĩ bạn là một người chuyên quay tay lâu năm. Và các bạn, và bạn này chuyên xem những bộ phim hai người, có lẽ là nghiện. Vâng, mới có thể quay tay nhanh đến như vậy. Cái pha đấy mình thấy nó mình nhả, mình cứ tưởng là mình ăn cơ. Thế đấy nào, mình nằm xuống. Thật là VL. Rồi anh em cứ cam cầu đi. Mình sẽ qua cái khu vực hẻm A này. Bắn 3Z thì hẻm A là một cái đường đường chúng ta đi rất là tốt. Đấy, lại ăn thêm một người rồi. Và bình tĩnh thôi. Không thể chết xàm được. Úi dồi ôi, bị bắn kìa. Bị trong A bắn kìa. Rồi, chết rồi. Nãy mình thấy đường đạn xuyên đầu nhưng không chết. Công phát thứ hai thì nằm xuống rồi. Đấy, rồi thanh niên cầm AW. Thôi bỏ đi, AW bắn ảo lắm. Không thể đú được. Mình biết thân biết phận mà. Rồi chắc là mình sẽ đi vào hẻm A đi, nước A đi. Đâu rồi? Lên đi bạn ơi, mình lên đây rồi này. Úi dồi ôi, lòi ra, đứa, hay lắm BM. Mày lòi ra này con lợn này. Nó ở khu vực AB đấy bạn ơi. À, mày đứng trong B mày sấy này. Còn một thằng nữa. Đây rồi. Đứng AB thủ này. Vâng, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Bây giờ mình nhanh tay hơn bạn chưa ạ? Vâng, lúc nãy thì bạn nhanh tay hơn mình. Nhưng bây giờ mình đã nhanh tay hơn bạn rồi. Bạn thấy mình quay tay có chất không ạ? Vâng, nói như thế thì đẳng cấp mình nó cao hơn một bậc rồi. Úi dồi ôi, lên kìa. Anh em đâu? Nó lên kìa. Hay lắm DM. Ô, lùi về rồi à? Úi xôi, yêu lắm cơ, định mệnh. Lên rồi lại về. Vâng, thiên nhiên cảm giác là không ăn được nên đã lùi về rồi. Mình cứ tưởng là thiên nhiên đẩy lên cơ. Vâng, cứ thích đẩy lên thì bạn sẽ hiểu. Ở nhà tụi mình đông lắm. Rất cứ rất đông và nguy hiểm cơ. Thiên nhiên lùi về. Mình cứ tưởng đẩy lên cơ. Rồi lại chết. Sao thanh niên lại cứ chết ở cái khu vực hẻm A ấy nhở? Không biết là cái khu vực đấy nó có ma ám hay sao ấy. Thôi chắc mình sẽ đi vào khu vực cầu A, cầu B. Cầu mic chứ nhở? Rồi, thấy một thằng trong trong B nó xấy rồi. Kinh thế. Rồi bắn hết sọ luôn, chết. À. À. Ăn đâu dễ, ăn mình đâu dễ bạn ơi. Mình biết ngay là bạn trong đấy rồi.
chỉ việc cầm lục vào sấy thôi, sấy như một vị thần và ăn mạng như một thôi bỏ đi. Nó liên quan đến thằng đần lắm anh em ạ. Không lòi ra này. Mấy thiên nhiên không dám lòi ra luôn. Thật là VL. Thôi bỏ đi bạn ấy, bọn này nó không đi hẻm B đâu, nó sợ rồi. Có 3 Z thủ sẵn ở cửa cửa hẻm B, mệnh lao vào. Biết mùi ngay à, cái pha thằng kia đẩy lên là mình snip hơi bị lỗi đấy. Chứ không thì nó là thằng nằm xuống ấy, nó biết là nó phải lui về. Rồi thôi đừng đẩy cái khu vực đấy nữa. Đã bảo là ma ám rồi, cứ thích đi vào làm gì. Bảo là ma ám rồi, cứ thích đi vào. Lại nằm xuống. Nằm ôi xuống thì la làng. Bên kia còn 4 người. Rồi thằng kia lại quyết định là đi vào khu vực hẻm A. Rất là căng anh em ạ. Bị tính xem nào. Úi dồi ôi, nó đứng trong B kìa. Thật là VL. Úi dồi ôi, đồng thế. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Anh em đâu, cover. Úi dồi ôi, nó đẩy lên. Vãi nồi. Biết ngay mà. Hai thằng nó kiểu như là có thế nhà của nó ấy. Vâng, thì này còn đúng là 5 tiết. Hay lắm. Một pha đục mé người. Vâng, cày quá. Cái pha đấy mình đẩy lên mà tụi nó thấy rồi. Cái pha đấy mình đẩy lên mà hai thằng gạt thật. Cái pha đấy mà snip dín dín một thằng thôi là có thể là mình đã ăn được rồi. Chỉ cần snip dín một thằng thôi là có khi lại ăn được cả hai. Và pha đấy mình cũng run quá. Hai thằng mệnh. Thấy cái mặt mình thôi nó biết đúng mỗi mình thôi. Nó thấy. À, mày qua. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, qua kìa. Cái đỉnh mệnh, xây đúng, đúng không trúng. Ôi trời, xong rồi. Thôi xong rồi. Sorry bạn, đáng nhẽ mình cũng rút lục ra bắn với bạn cơ. Nhưng thực sự mình muốn tỏa sáng bởi cây snip. Nhưng mình sai rồi, sorry bạn. Sorry bạn hiền. Vâng, đáng nhẽ mình rút lục ra thằng kia nó chết bà rồi, tiếc thế. Vâng, tính snip. Snip quả thứ hai không trúng là mình biết là mình không thể ăn được rồi. Cẩn thận nó đẩy lên bạn ơi. Úi dồi ôi, nó đẩy lên kìa. Bị mệnh đẩy lên à. Thích đẩy lên không? Úi dồi ôi. Vâng. Gạt. Được đấy. Hai nước, ba hẻm. Ok. Vâng, cẩn thận nó bật kèo đấy bạn ơi. Bắn bình tĩnh vào. Nếu tim nó lên, đẩy lên rồi nó chết hết là thế nào nhỉ? Vâng, cảm giác như là đây mấy thằng như này fix mạng cho mình tỏa sáng ấy. Vâng, mình không thể cân được 2-3 thằng đâu. Đừng có fix mạng kiểu vớ vẩn thế. Úi dồi. Trời ơi, cái thanh niên nó mắc vào cái gì đấy không biết. Thế như là cái thùng. Nhưng mình không kịp ăn thì đồng đội đã cuốn luôn rồi. Ồ, cái thằng này nó bị lag hay sao ấy. Mình chuỗi à? Không, mình chuỗi đội nhá. Không phải chuỗi C4. Không thể thua được anh em ạ. Chúng ta không thể thua được. Vâng, nốt trận này là 2-4 rồi. Mình sẽ đẩy lên. Từ từ bạn ơi, đợi mình đi vào mình bắt khu vực AB với. Rồi chết rồi, bị mệt. Này thì AB snip này. Còn hai thằng nữa. Rồi nó không lên à? What the hell? Bom rơi ở nước. Rồi mấy thanh niên đi nước xàm quá. Đi nước còn cầm bom. Bây giờ không biết đi đường nào anh em ạ.
Rồi, hết thời gian rồi. Cố lên nào. À làm gì có ba. Làm gì có. Úi dồi ôi, sấy. Úi dồi ôi. Mày sấy, thằng nào bắn cũng không trúng hết. Ủa tôi dòng, ôi thằng này bắn không trúng mình này. Trời ơi, tự nhiên bắn không trúng. Vãi, vì thế mình lôi snip luôn á. Mình cứ tưởng là nó bắn ấy cơ. Vãi nồi. Vâng, xảm thật. Cái pha đấy mà lôi snip ra có khi mình lại ăn được. Nó bắn không trúng mình ạ. Trong khi mình còn đúng 5 tiết. Hài. Hài một cách khó hiểu. Vâng, hai thằng nó bắn không trúng mình. Vãi. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ấy. Ê, không ai vào hẻm B nữa. Trời ơi, tôi thấy cái mặt mình đứng đây là không ai vào nữa. À, nước này. Nước này. Nước lên rồi. Tôi không biết ăn được chưa. Hình như là ăn được rồi. Vâng, team mình bắt đầu đẩy vào. Thì mình sẽ cũng đẩy vào khu vực hẻm B để bắt cái thằng trên AB. Rồi ăn được rất là nhiều. Vâng, hình như là thông nát team bạn rồi. Ủa ôi, gì vậy ba? Sao lại... mình không cần làm gì luôn ạ. Vẫn win. Thật là chất. Cố gắng bật kèo nào. Thế nếu nào đang nhé. Trận đầu tụi mình đang ép nó, xong nó ép lại. Vâng, cuối cùng là thành mình bật kèo chứ không phải là nó bật kèo. Nó chỉ là tương bom vào thôi. Nó không dám đẩy đâu. Thế luôn. Bọn này không thể để mất người được. Và nó sẽ không đẩy lên. Nó vẫn ở nhà. Thủ nhà. Rồi các bạn đi vào đường hẻm B, à cầu thì mình sẽ đi lên đây. Anh em ơi, đẩy vào B nào. Mình bắt AB cho. Các bạn cứ bắt trong B thôi. Đó, một thằng trong B đang xấy ra cái khu vực thùng trước mặt. Xấy ra. Đấy. Bình tĩnh xem nào. Hồi sinh nhà nó à, ok. Úi trời. Rồi, còn một. Lao vào luôn. Yếu rồi bạn đi. Yếu rồi. Đậu phộng trên hai thằng. Xảm đi. Vâng, một pha lấy thịt đè người. Nhưng người nó đè lại. Xàm thật. Vâng, một quả mắc xàm. Khó hiểu. Vâng, thịt đè người không có tác dụng nhiều với thằng này rồi. Mà thịt theo kiểu là cầm lục cơ. Cầm lục mà đè người kiểu đấy chết người. Vâng, thằng kia sao bắn ấy đấy nhở. Chết sớm quá. Ok. Vâng, trận cuối nè. Chúng ta phải cố lên. Không thể thua chúng nó được. Mình không thể chết quả xàm được. Mình sẽ cố giữ mạng để đẩy cùng anh em. Cố giữ mạng. Bình tĩnh xem nào. Pha cuối này mình cho mình tập trung một tí nha. Mình sẽ ít bình luận lại để mình tập trung. Những phát đầu thì còn xàm xàm được chứ những phát cuối không thể xàm được. Phải cố lên. Anh em bắt đầu để A hết rồi. Mình đang cầm bom ở khu vực B. Mất một người. Và lấy lại được một người. Tuyệt vời. Bây giờ thích B không anh em? Mình thích B lắm. Mình thích bắt mấy cái thằng AB.
Mình rất thích bắt mấy cái thằng AB. Nó bắt đầu sấy cái khu vực mình hay đứng lên rồi. Hay lắm. Nó bắt được thêm một người. Lên không? Vâng, bạn kia lên thì mình sẽ lên. Mình sẽ đi chậm lên. Đấy, phải kết hợp nhẹ nhàng, nhịp nhàng chứ. Này thì thích thể hiện này cưng. Rồi, một bé. Anh em đâu? Bên nó còn hai thằng thôi. Rồi, một thằng. Lấy thịt đè người. Đâu rồi? À, thịt đè người. Hay lắm. Được rồi, tuyệt vời. Vâng, bị móc hai đầu thì không nằm xuống mới lại. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người.